Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tín đồ Nhật Bản. Nay Tuấn Japan siêu bão thì kệ siêu bão thôi. Mình hạn chế ra đường. Đấy, và chuẩn bị những cái tốt nhất để giảm thiểu cái rủi ro. Và mình vẫn phải cái sức khỏe mình là trên hết. Đấy. Bằng cái phương pháp gì? Trị liệu chuyên sâu mà không dùng thuốc, đó là máy điện trường cao áp lô điện Nhật Bản. Đây là một cái siêu phẩm mà không nhiều nhá. Promante 14.000 DX đó. Đây, shop rất là kỹ càng. Đây là cái miếng cách dây điện để cách cái thảm dẫn điện. Đây là như shop. Đây là cái catalog tiếng Nhật này, Promante 14.000 RX là cái bản cao cấp, có chế độ ngủ ban đêm, có bút trị liệu chuyên sâu, và đặc biệt nữa là cao cấp nhất Việt Nam, tới dòng là 115 Hz. Đó. Cái này thật ra thì máy này thì Tuấn Japan về thì đã có khách hàng đặt rồi. Đấy. Yeah. Đây là bút trị liệu này. Đấy. Đây là những shop người ta đóng gói, và đây nữa. Cả một cái tấm thảm cách điện rất là mới. Cái thảm, riêng thảm này mà mình mua mới ở bên Nhật thì cũng không rẻ tiền đâu nhá. Đó, nó chỉ là thảm cách điện thôi, như một cái tấm ni lông, nhưng mà mình mua thì đâu đó giá nó phải là về Việt Nam là trên 3 triệu. Đấy, ở về Nhật Bản nó bán khoảng 2 triệu 8, 2 triệu 9, vận chuyển nữa vào về Việt Nam khoảng 3 triệu 1, 3 triệu 2. Wow, đây. Mà anh chị em thấy không? Cái này ấy là có bánh xe. Đó. Và khóa bánh xe này. Đấy. Khóa bánh xe là di chuyển rất là khó khăn. Đó. Rất là nhẹ nhàng. Cái dòng này là gì? Dòng là cái bản cao cấp, là cùng cái hãng nhà máy, cùng với cái IS30R này. Đó. IS30R Việt Nam đang bán khoảng 215 triệu. Khuyến mại vào rồi thì cũng khoảng 195 triệu gì đấy. À, Tuấn Japan thì lại test luôn cái này. Cái bản Promante 14.000 RX này thật ra thì không nhiều. Không nhiều là như này. Ở Nhật thì rất nhiều thôi, nhưng không nhiều là cái giá thành mà Tuấn Japan mang về đây ấy, thì nó là giá hợp lý để cho anh chị em. Thì đấy, Tuấn Japan nói là không nhiều. Chứ còn mình mà mua, gọi là mua mới hoặc là mua qua sử dụng, nhưng mà qua cái shop siêu thị người ta ấy, thì cái giá người ta bán ở bên Nhật cũng đã một khoảng tính ra tiền Việt là khoảng 120 triệu rồi. Đấy, hàng qua sử dụng như này nhá. Đây là cái hóa đơn của người mua hàng tại shop từ Nhật, nó vẫn giữ lại này. Đây, bộ này gồm những cái gì? Gồm một cái thảm thông điện. Đó, size này size S. Cái thảm thông điện này thì mình nằm hoặc ngồi đều được, nhưng khi mà trị liệu chuyên sâu thì Tuấn Japan vẫn khuyên là anh chị em là lên ngồi. Đấy. Ngồi như nào? Trước khi ngồi thì mình lên mình uống một cốc nước ấm
sau khi ngồi như nào thì Tuấn Giáp Ban sẽ chia sẻ với anh chị em sau, và ngồi cung giờ như nào để hiệu quả cho những cái bệnh gì, bệnh lý gì thì Tuấn Giáp Ban cũng chia sẻ sau cái clip này nếu mà anh chị em là khách hàng của Tuấn Giáp Ban. Đây là thảm thông điện này. Đó. Đây là bật nguồn này. Đó. Đây là cái tần số hẹt này, đây 115 hẹt này, nó là tương đương với các bước sóng khác nhau đó. Mà cái 115 hẹt này thì một cái máy đang bán trên thị trường Việt Nam, trung tâm đang bán trên thị trường Việt Nam là không có cái tần số nào lên 115 hẹt, đó là dòng cao cấp. Và đây là cái gì, là điện trường đó. Mình điều chỉnh là từ 1400V này là chế độ ngủ này. Mình lên 3500 này, 5000V này, 8000V này, 11000V này và 14000V. Bên này là cái gì? Bên này là cái hẹn thời gian trị liệu chuyên sâu là 10 phút, 20 phút, 30 phút, 40 phút và 60 phút. Và tiếp tục là 4 tiếng là chế độ ngủ, 6 tiếng chế độ ngủ, 8 tiếng chế độ ngủ. Khi mình chọn rồi, mình bấm auto. Đấy, thì bây giờ đây đã có điện trường rồi. Đó. Đó. Mọi bút điện thử điện trường đều phản ứng rất là tốt rồi. Cái này nữa là cái này thì là nó là đồng hành cùng với cái cắm vào đây. Đó. Cái miếng này để làm gì? Cũng để là mình khớp, các khớp gối đau, viêm đau, rồi là vai gáy, thắt lưng, thoát vị đĩa đệm là đều mình cho cái tấm thảm này vào. Thì đây nó có cái đây đó, khi mình sử dụng đây thì mình bó vào những cái vị trí đau thì nó giảm đau rất nhanh. Đấy, 10 phút chẳng hạn đấy, bật đấy, bật này, rung này. Và đây Tuấn ta tạm dừng và chuyển sang cái bút trị liệu chuyên sâu của Provante. Thì anh chị em lưu ý để ý này, và cái bút này thì nó cùng với cái hãng của IS 3000 đây. Đấy, đây ví dụ Tuấn ra cắm này. Đấy, là vừa luôn. Đó. Còn nếu mà không phải hãng của nó thì không cắm được nhá. Đời đôi khi khác ha, đời là cũng không cắm được luôn. Và khi mình đây, mình cắm vào đây. Đó. Khi cắm vào đây thì mọi những cái thiết bị mà tấm thảm thông điện ấy thì đều bị loại bỏ và đã nhường ưu tiên cho cái trị liệu chuyên sâu này. Trị liệu chuyên sâu bút này thì đây chạm vào nó đỏ này, và cái này nó xoay ra này, xoay rút này. Đấy, xoay có thể xoay được nhiều hướng khác nhau. Đấy, mình thích cắm kiểu gì cũng được. Và đây là đặc biệt là mình chọn 10 phút này, nên ví dụ giờ này nó chỉ chọn được 10 phút thôi. Đấy. Và cái này thì nó rất là linh hoạt theo không như một số cái hãng khác và cái đời khác, là cái này nó thể chọn được từ bao nhiêu, 400V. Tại vì Tuấn Giáp Ban có những người chưa dùng quen về cái bút trị liệu này thì mình để cái có những cái máy người ta mặc định từ 800V hoặc 1500V hoặc là 1200V thì nó mạnh quá, người ta chưa quen. Nhưng với Tuấn Giáp Ban thì quen rồi thì không sao. Đó, thì mình để này, đây 400V này, mình có thể mình tăng lên chẳng hạn như là 600V, 800V, 1000, 1200 và 1400.
Đó, cái này là khác biệt và cao cấp hơn những cái máy đang có trên thị trường này. Với một cái nữa, đây, tôi ta ban nói tiếp về cái này thì trị liệu làm sao? Là trị liệu về cái những cái khối u, đấy, những cái đau đầu, những chỗ đau đầu thì vào thái dương này, mình vào đây là nó rất tốt. Hoặc là những cái mắt mình lăn này, giảm nhăn, rồi là nhảm giảm cái chống chống nhăn này để cho nó đỡ lão hóa, trông nó già lua đi và mắt thì sáng ra nữa. Và Tuấn Gia Ban hôm nay phát hiện nữa là Tuấn Gia Ban hay dùng này lăn 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 mắt này kiểu này đấy, thì phát hiện là ở mắt trái của Tuấn Gia Ban ấy, trước đây cách đây khoảng chục năm rồi, nó có cái mống cái màng nó kéo cái bờ là hơi đục đục vào gần đến con ngươi đen đen đấy. Thì sáng nay Tuấn Gia Ban soi gương thì thấy là gần như là hết rồi, thì mình cũng giật mình, ô mình không làm gì cả, không uống thuốc gan gì, tại vì cái đấy thì hàng năm Tuấn Gia Ban đi khám sức khỏe thì người ta nói là cái này thì không ảnh hưởng nhiều. Khi mà cái màng nó kéo to quá, nó che con ngươi mình, thứ nhất về thẩm mỹ xấu, thứ hai là nó sẽ giảm tiểu thị lực đi, thì mình phải mổ mình lấy cái màng này ra. Nhưng mà đến hôm nay thì tự nhiên thì Tuấn Gia Ban thấy hết. Đó là một cái vi diệu của cái máy điện trường này, mà đôi khi những người ngồi lâu mình cũng chưa tự phát hiện, nhưng mà đến một lúc nào đó như Tuấn Gia Ban thấy là trên mắt mình như thế. Hoặc là khách hàng của Tuấn Gia Ban đến này, cái rất đơn giản, cái gót chân của mình, nhất là người chơi thể thao ấy, là hoặc là anh chị em nào phải đi giày da nhiều ấy, thì nó sẽ chai cái gót chân, mà nó vừa làm khó chịu vừa làm đứt lẻ, và anh chị em phải dùng cái lạo, máy lạo lạo bớt đi để cho mềm gót chân ra. Nhưng khi mình vừa dùng cái máy này đủ lâu thì những cái tế bào da chết đó nó tự bủn, khi mình tắm rửa mình kỳ ra nó bở ra hết, và tự nhiên một lúc nào đó mình sờ đến gót chân mình thì lại mềm ra. Khách hàng đến với Tuấn Gia Ban và người ta đi ngồi ở trung tâm ấy, thì trung tâm thì cũng không có kiến thức nhiều về cái đó, nhưng mà Tuấn Gia Ban khi nói anh ấy sờ đến gót chân thì anh đúng rồi, tự nhiên là anh nói thế thì tôi biết, tôi tin anh, và mới biết là Tuấn Gia Ban hiểu biết rất sâu về nhiều cái lĩnh vực, về công nghệ, về cái cách trị của máy điện trường này. Đó, thì anh chị em hãy liên hệ với Tuấn Gia Ban theo số điện thoại. À, cái này nữa, và Tuấn Gia Ban nói một cái này để giúp rút cái trị liệu ra. Đó, thì khi mà anh chị em, đặc biệt là mình để cái chế độ cho quên đây. Đây, ví dụ anh em để cái chế độ mặc độ mặc định là cái chế độ ngủ chuyên sâu, thì những cái máy IS 30.000 hoặc những máy đang bán trên thị trường Việt Nam thì đa phần cả kể cả máy Movat nữa là không có cái tính năng như này. Tính năng này Tuấn Gia Ban thì dùng thì rất là tiện lợi. Khi mà cái tính năng này anh chị em để cái chế độ chuyên sâu này mà anh chị em đi ngủ, thì người ta mặc định cái máy này là anh chị em có chế độ trị liệu chuyên sâu 1 tiếng trước khi đi ngủ. Khi hết 1 tiếng đó, 60 phút đó, thì máy mặc định chuyển về cái chế độ ngủ. Chế độ ngủ thì không bao giờ người ta để 14.000 V được, và nó chỉ để chế độ tùy từng máy 800 V, 1.000, 1.200 V thôi. Nó không để cái chế độ điện áp điện trường cao được. Đó, thì điện trường nó lúc đấy làm giấc ngủ mình chuyên sâu vào hơn, và nó làm máu mình tơi xốp đi, nhẹ nhàng lưu thông, không tránh bị đột quỵ, tắc nghẽn mạch máu não ban đêm, đó là rất là nguy hiểm, nhất là người bệnh tim. Đó, những người nào không cồi máy điện trường cao áp là những người sau đây: những người mang máy trợ tim, máy trợ tim, máy trợ phổi, những người sốt cao trên 38 độ, những người đang chảy máu, những phụ nữ có thai dưới 3 tháng tuổi, những người bị lao nhé, bị lao nhưng chưa ổn định thì không ngồi được. Còn những người mà đặt stent ấy thì Tuấn Gia Ban khuyên khẩn trương ngay và luôn, nếu không muốn đặt cái stent thứ hai, stent thứ ba và stent 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 thứ L. Thứ nhất là khi mình đặt một cái stent là mất đâu đó từ 80 triệu đến 120 triệu, và hàng tháng mình phải duy trì cái tiền gọi là
uống cái thuốc chống đông máu đấy, nó không có lợi cho sức khỏe. Và anh chị em làm mình mua cái máy này về cho gia, cho mình và cho gia đình mình rất hiệu quả. Không những cái bệnh đột quỵ về tim mạch, và nó còn nhiều cái chứng bệnh khác, và nữa là nó làm trẻ hóa cơ thể của mình ra đấy, làm tươi trẻ ra, cái chất lượng cuộc sống của nó năng lượng hơn, tích cực hơn. Đó là một cái công nghệ cao của người Nhật mà Tuấn Gia Ban muốn giới thiệu đến anh em. Tuấn Gia Ban thì cũng phải tự hào rằng là mình là người kỹ thuật và mình là người làm việc vì tâm, và mình kinh doanh cái này mình có thêm chút thu nhập. Nhưng tâm vào đây Tuấn Gia Ban nói mang những cái máy này, những cái máy này ở Nhật Bản thì nó giá sấp xỉ là 200 triệu đó, nó rất là đắt. Nó cái này là sấp triệu là sấp xỉ 200 triệu, về Việt Nam thì hơn đó. Còn những cái IS 30.000 này, R này thì Nhật Bản nó chưa đến 200.000, chưa đến 200 triệu đó. Mà hàng là di xị luôn, mà lại không có công nghệ bằng cái thang này đó. Thì anh chị em lên mua một cái sản phẩm này giá đâu đó tùy từng cái phụ kiện trên dưới 100 triệu, rẻ hơn rất nhiều, rẻ hơn được một con xe máy SH, chứ không phải là rẻ ít, không phải rẻ 3 triệu mà anh em phải lăn tăn. Sức khỏe thì anh chị em đừng lên lăn tăn. Có những anh chị em bảo tôi phải thử nọ kia, nhiều khi là muộn. Một cơn đột quỵ, một khi mình ngủ qua đêm mà nó vào dính vào cơn đột quỵ, nó tắc nghẽn, thì ngày mai đó mình không có cơ hội để sử dụng những máy này rồi. Đó nên anh chị em phải cân nhắc ngay, liên hệ với Tuấn Gia Ban theo số điện thoại 0929 75 6868 và 0913 32 0614, kết bạn Zalo để Tuấn Gia Ban tư vấn kỹ càng hơn để cho nó làm sao cái máy mà tốt rồi ngồi để tốt hơn. Hoặc mời anh chị em qua cơ sở 1 tòa nhà Tuấn đây là B7 ngõ 222 quận Đống Đa thành phố Hà Nội. Cơ sở mà showroom của Tuấn là số 6 Phố Nhà quận Hoàng Mai thành phố Hà Nội. Hiện nay Tuấn Gia Ban có 3 cơ sở để anh chị em trải nghiệm trên toàn quốc, đó là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Điện Biên Phủ. Anh chị em liên hệ với Tuấn Gia Ban để đến ngồi trải nghiệm miễn phí từ 60 đến từ 40 phút đến 1 tiếng. Đó, tại các cơ sở trên. Đấy. Anh chị em nhớ đăng ký kênh, like để giúp Tuấn Gia Ban có thêm động lực để mang những sản phẩm này về phục vụ anh chị em, và anh chị em cũng giúp được bạn bè mình, người thân mình bằng cái phương pháp trị liệu không dùng thuốc. Đó. Xin chào tất cả anh em, hẹn em clip tiếp theo.